sale toàn thể của bác lại tiếp tục là những cấu hình combo, những dòng sản phẩm bãi mà bên em muốn phối ghép vào lên toàn thể của bác trong ngày hôm nay. Và hiện tại thì ở bên em đang phối ghép sẵn một dòng sản phẩm âm ly 506 Sonsken hàng nội địa Trung và một cặp loa bãi JBL Passion 12. Hiện tại thì hai dòng sản phẩm này bên em về số lượng khá là nhiều. Passion 12 thì mới buổi chiều ngày hôm nay thôi bên em cập bến về được khoảng tầm hơn 20 đôi. Các bác nào mà có muốn quan tâm về những dòng sản phẩm loa của JBL, đặc biệt là những dòng sản phẩm cây 512 này hoặc những dòng sản phẩm JBL Passion 12 thì các bác cứ liên hệ trực tiếp qua bên em. Và hiện tại thì bên em đang phân phối chủ yếu những dòng sản phẩm bãi loa, đó là những dòng sản phẩm cây 512 và những dòng sản phẩm JBL Passion 12. Và hiện tại thì cấu hình combo ngày hôm nay bên em muốn lên toàn thể bác là một combo với cái mức giá thành chưa đầy 9 triệu đồng các bác nhá. 8.700.000 đồng. Chỉ với 8.700.000 đồng thôi các bác sở hữu ngay được một cấu hình combo một gồm một cặp loa bãi JBL Passion 12 và một con âm ly 506 Sonsken hàng chuẩn nội địa Trung, hình thức rất là đẹp. Và với cấu hình combo này mà các bác nào mà có muốn sở hữu thì nhanh tay, trong dịp thời điểm hiện tại này thì bên em sẽ gửi tặng kèm thêm cho toàn thể các bác một con mic dây Tomahawk của Nhật. Dòng sản phẩm này thì bên em đang bán 900.000 trên một cặp ấy, và đang trong chương trình giảm giá khuyến mãi của Hoàng Audio gửi tặng cho toàn thể các bác. Thì đây là một trong những cấu hình combo rất là lời, chỉ với chưa đầy 9 triệu đồng nhưng mà các bác đã được tặng thêm một con mic dây rồi. Đấy, thường thường thì với cấu hình combo khoảng tầm 10 triệu, khoảng tầm 9-10 triệu cơ các bác mới được tặng những con mic dây này. Nhưng mà đặc biệt thì đối với cấu hình combo này thì bên em sẽ gửi tặng toàn thể bác trong chương trình giảm giá khuyến mãi của Hoàng Audio trong tháng này. Đây các bác nào quan tâm thì nhanh tay liên hệ qua số điện thoại của Hoàng hoặc số Zalo 0366 417 27 để được bên em tư vấn chi tiết các bác nhá. Và đối với dòng sản phẩm JBL Passion 12 thì bên em đã có lên những video để mở tung nội thất ruột gan nó ra rồi, một trong những cái dòng sản phẩm chạy 1 bát 30 ấy và chạy lên tới 4 con chép ấy. Hai bốn dòng sản phẩm này thì nó cho ra cái chất lượng âm thanh cũng khá là chi tiết, và đặc biệt với tiếng bát của dòng sản phẩm JBL Passion 12 bên em đã có lên những cái video để phân tích và giúp bác lựa chọn được những cặp loa ưng ý nhất và phù hợp nhất trong không gian gia đình của mình rồi. Đối với dòng sản phẩm JBL cây 512 này và dòng sản phẩm JBL Passion 12 này rồi, và đặc biệt đối với dòng sản phẩm JBL Passion 12 này thì cái tiếng bát của nó rất là chắc. Đấy, dòng này thì nó thiên về bát rồi. Đấy, cái bát của nó nghe rất là chắc và rất là lực luôn các bác nhá. Các bác nào mà thích chơi nhạc mạnh, nhạc remix thì có thể cân nhắc chơi dòng sản phẩm JBL Passion 12 này. Hình thức thì khá là tuyệt vời. Đấy, hình thức thì khá là tuyệt vời các bác nhá. Và đây, phần đằng sau của nó thì về phần tem mác của nó thì với dòng sản phẩm bên em đã tuyển chọn rất là kỹ càng nên là tem mác vẫn còn rất là đầy đủ. Đấy, các bác nhìn nhá. Tất cả này, thông số kỹ thuật của nó này, mã vạch Suzuki, tem đỏ của JBL có thể cạo được, vẫn còn đầy đủ luôn các bác nhá. Hình thức khá là đẹp trong lô hàng đợt này. Hình thức nó phải lên tới trên 90%. Ít nhất là khoảng 85%, nhưng mà em phải khẳng định toàn thể bác luôn, lô hàng đợt này về rất là đẹp. Các bác nào quan tâm thì nhanh tay liên hệ trực tiếp qua số điện thoại và số Zalo của bên em đi, để bên em có thể tư vấn và giúp các bác đặt hàng cách nhanh chóng nhất. Trong dịp thời điểm giảm giá khuyến mãi của Hoàng Audio thì bên em gửi tặng kèm thể cho toàn thể bác một con mic dây Tomahawk của Nhật. Dòng này thì bên em đang bán lẻ là 900.000 trên một cặp không nhá. Một trong những phần quà rất là giá trị đối với cấu hình combo này rồi. Em xin nhắc lại là 8.700.000 đồng thôi. Chưa đầy 9 triệu đồng các bác sở hữu ngay được một cấu hình combo vừa hát karaoke vừa nghe nhạc được trong khoảng không gian 30m2, đổ lại thì quá là tuyệt vời rồi các bác nhá. Dòng 506 thì nội thất rồi gang của nó đây, tất cả của nó đều là vỉ mạch DS cắt góc đỏ, chạy 8 con sò scan và là nguồn đồng 100% luôn. Chạy con IC xịn của Hàn, vang nhạc khá là tuyệt vời, IC 50195 của Hàn. Về các bác có thể soi con IC nó là cái phần này các bác nhá, nó là con này này. Hiện tại em quay bằng điện thoại nên là nó không thể zoom rõ được cái con IC bên trong. Con này thì nội thất ruột gan và cũng như dòng này thì bên em đang bán từ trước nay rất là nhiều rồi. Các bác nào mà có quan tâm thì có thể liên hệ trực tiếp qua bên em. Số lượng nhiều bên em cũng có không nhá. Bác nào mà muốn buôn dòng sản phẩm này thì có thể là lấy bên em làm mối buôn thì có thể được các bác nhá. Bên em về số lượng rất là nhiều dòng sản phẩm này luôn, hàng chuẩn nội địa Trung luôn. Hàng rất là chất lượng, hình thức lúc nào cũng rất là tuyệt vời rồi. Số lượng về đợt này khá là nhiều. Và dòng sản phẩm JBL Passion 12 thì bên em về được khoảng tầm trên 20 đôi. Và không để các bác chờ lâu nữa, bên em test thử một đoạn nhạc remix để các bác có thể biết được cái chất âm của nó cho ra nó uy lực như nào. Đối với dòng sản phẩm JBL Passion 12, một trong dòng sản phẩm loa treo thiên về cái tiếng bass nó nhiều hơn, cái tiếng bass của nó nghe nó chắc rất là chắc không nhá. Mời các bác cùng thưởng thức. Logo
Video khá là dài rồi, còn bên em xin tắt video từ đây. Chưa được để bác và hẹn bác video sau. Chưa được để bác.